Sau đó, trách sang bên trái. Trách sang trái vào đường Bát Khối, sau đó sẽ phải vào ngõ 729 Bát Khối. Đi về hướng bắc lên Long Biên Xuân Quan, đường tỉnh 378. Mặt phải về hướng ngõ Hạnh Phúc, sau đó rẽ trái vào ngõ Hạnh Phúc. Đi về hướng tây bắc lên Long Biên Xuân Quan, đường tỉnh 378 về phía đường Bát Khối. 200m nữa rẽ trái vào ngõ đường Do 1. Trái vào ngõ tự do 1, sau đó rẽ trái. Phải vào Long Biên Xuân Quan, đường tỉnh 378. Đi về hướng đông nam về phía ngõ tự do 2. 100m nữa sẽ trái vào ngõ Độc Lập. Trái vào ngõ Độc Lập, sau đó rẽ phải vào Long Biên Xuân Quan. Ba trăm mét nữa rẽ trái vào đường tỉnh 379. Trăm mét nữa.